Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận Nguyễn Thế Hải, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1988, địa chỉ tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, sau gần 10 năm trốn truy nã. Hải là một trong các bị can trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 26 tháng 6 năm 2014 tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh. Nguyễn Thế Hải bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích nhưng bỏ trốn và đi khỏi địa phương, nên công an huyện Khánh Vĩnh ra quyết định truy nã vào năm 2014. Sau thời gian được kêu gọi, ngày 18 tháng 3, Nguyễn Thế Hải đã ra đầu thú tại công an huyện Khánh Vĩnh. Hải khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn sang Thái Lan, được công an vận động nên quay về Việt Nam đầu thú với mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.